Chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp cả nhà. Trời ơi, tới nữa rồi cả nhà. Sắp ra sinh nhật của chú Ngân Tấn, không biết chú Ngân Tấn có mời anh Hề Lê Tím mà. Tại vì anh Hề Lê Tím lúc nào cũng nhớ nhớ đến chú Ngân Tấn. Với chú phải, chú Linh Tâm, chú Linh Tâm, ba của Linh Tý. Chú Linh Tâm Cẩm Thu, cô Cẩm Thu đó, cô hỏi Út live stream cô Cẩm Thu có vô xem đó. Thì đáng sinh nhật của chú Linh Tâm, không biết có mời Lê Tím không ta. Tại Lê Tím nhắc tới chú Linh Tâm với cô Cẩm Thu hoài à, không biết Linh Tý có mời Lê Tím không ta. Tặng lợi gặp mặt chú Linh Tâm đặng nói chuyện cho rõ hơn, chứ môi móc kêu tên người ta hoài chi. Lại sinh nhật đi, gặp mặt luôn Linh Tý, làm cái thiệp mà anh Hề Lê Tím 8 tấc coi. Ông Linh Tý mà anh Hề Lê Tím 8 tấc lợi dụng sinh nhật của chú Linh Tâm coi. Vậy mới đúng chứ, gặp mặt đi, thắc mắc gì hỏi chú Linh Tâm, chú trả lời cho, chứ đừng có lên mà kêu ríu tên người ta hoài trong khi người ta không có tham gia drama, mà mình lên mình kêu mình bôi mình ra mình làm nhảy dựng dựng hỏi nó mất tiêu luôn rồi. À vậy ông nói vấn đề anh đạo diễn ha. Trời ơi tôi mệt quá trời luôn. Hồi sáng á, không sáng tôi bị anh tài trần, anh từ trần gì đó, anh từ trần hay anh tài trần gì đó, nói là cô Sáu đã lội ngược dòng rồi. Cô Sáu lội ngược dòng rồi, chuẩn bị chết cả chùm. Gốc nhỏ thì nói là anh Nguyên Vũ này phải đi xin lỗi cô Sáu thì mới tránh được ủ tờ, còn không xin lỗi anh cô Sáu thì ca sĩ Nguyên Vũ sẽ ủ tờ. Anh Từ Trần thì nói là cô Sáu đã lội ngược dòng, chết cả chùm những người nào đang bảo vệ Hồng Loan, trong đó có tôi là đi cả chùm luôn. Đó là tôi mệt mỏi hai người đó rồi, tôi đã rất là mệt mỏi rồi, giờ thêm đạo diễn nữa, trời đó coi, thêm đạo diễn của tôi nữa. Anh đạo diễn Đức Cống của tôi đó, đó tôi nói không mấy kiếm mẹ cái lỗ nào chui vô đó nằm lấy đất đắp lỡ mẹ rồi, có đâu mà nhôi hoài vậy hả. Nói cô Sáu đầy đủ bằng chứng rồi, đầy đủ chứng cứ trơn rồi, sao không đem đưa cho ông tòa đi mà giờ này còn ngồi đó hả. Rồi nghe cái tin này mới ghê nè, nghe cái tin này của anh đạo diễn mới ghê nè. Nghe xong rồi tôi nói hả, cười muốn bay cái nách ra ngoài luôn, đó. Tin hot ve tung đòn cuối, tung đòn cuối. Ca sĩ ADN lâm vào lao lý, trời quỷ thần ơi. Thứ nhất ở đâu vậy anh đạo diễn, ở đâu mà anh tự tin mà anh nói là ve tung đòn cuối? Đúng, anh nói đúng, anh nói là ve tung đòn cuối là đúng. Đòn cuối của ve là trốn. Đòn cuối là trốn đó, biện pháp hay nhất là trốn đó. Vậy là đòn cuối đó hả? Vậy là cái đòn cuối này là ve đã tính trước rồi, đã tính từ trước rồi. Chỉ đợi mà không còn gì để cứu vãn là tung đúng không anh đạo diễn? Tới giờ này mà anh còn ngồi đó là phun độc hả anh đạo diễn? Tới giờ này tôi nghĩ là anh đi mua cái quần đi, để sẵn đi, để mốt là khỏi mất công đi mua, có cái chụp đùm làm luôn chứ không khỏi còn đi mua nữa đó. Chứ ở mà ngồi mà nó đi nó khùng, đàn ông đàn ơ gì ta làm cái gì cho da cho hồn cho vía coi, đàn ông đàn ơ mà nó khùng nó điên không. Vài bữa giờ đi ba cô bị bắt, giờ con vô ơn chuẩn bị dọn đồ, giờ cô Sáu đủ bằng chứng, giờ mấy đứa bảo vệ Hồng Loan chết chùm, giờ xong rồi cái gì hoài nữa. Lần đầu cũng giờ mà không biết chừng nào giờ hả, chừng nào ủ tờ hết mới giờ hả. Giờ kêu nói là ve tung đòn cuối, đúng, đòn cuối là đòn trốn. Cô Sáu lội ngược dòng, mà ngược dòng vô tới 30 á, còn ve làm ngược dòng mà đêm cái gì đòn cuối là đòn trốn. Còn cô Sáu lượn ngược dòng, ngược lên qua Duyên Bình Dương, lội ngược qua Duyên Bình Dương nó chả nằm cho nó. Thánh thần ơi, trời đất ơi, còn kêu anh Nguyên Vũ xin lỗi cô Sáu nữa. Cô Sáu là ai vậy? Cô Sáu là ai? Cô Sáu là thứ ăn nhở đạo dành dự trà của người ta, thứ ham mang biến làm. Cô ca sĩ Nguyên Vũ đi xin lỗi cô Sáu, giống như anh Lực Sương Nhân là xin lỗi hả? Giống như đạo diễn xin lỗi vậy hả? Hả? Giống như mấy đứa mà hèn xin lỗi hả? Hả? Ca sĩ Nguyên Vũ chứ đâu giống mấy đứa đâu. Mấy đứa hèn rồi, mấy đứa cũng tưởng ai cũng hèn như mình, không có. Cuộc đời mà có người này người kia chứ đâu có ai mà giống mình đâu, đúng không? Đó, thì anh đạo diễn nói là ve đã tung đòn cuối rồi, mà đòn cuối là không biết đòn gì, chắc đòn trốn quá. Trốn là thượng sách. Ca sĩ Nguyên Vũ lâm vào lao lý. Ta để ca sĩ Nguyên Vũ đi, để ca sĩ ADN làm gì? Anh với cá mấy màu sao mà sợ vậy? Chơi mà rét vậy? Kêu mẹ đi.
mình chắc ăn rồi, mình chắc ăn ca sĩ Nguyên Vũ vào vòng đạo lý rồi, mình đăng lên luôn đi, đừng có để ca sĩ ADN vậy. Ca đạo diễn này nè, dựa theo cái bài của ca bài màu đăng, ca bài màu đăng sao là cả đạo lợ cha y cha nhân cô tiên à, y cha cô tiên ngáo kìa đó à, người ta viết kịch bản bà lấy về đạo lợ bà nó của bà thì cha đạo diễn cũng y cha kìa đó. Đó, cái bài màu lên bài sau là nó lấy về, ổng lấy về ổng đạo lợ làm cái bài của ổng. Đó, là nói là ca sĩ Nguyên Vũ sẽ dướng vào lòng đạo lý. Tự nhiên dướng vào vòng đạo lý à, ngồi vậy. Con người sao dễ dướng vậy, hả? Sao dễ vô vòng đạo lý như vậy, hả? Tự nhiên anh Nguyên Vũ đi ca hát không, không có làm gì ai á, tự nhiên dướng vòng đạo lý, ở đâu ra vậy, hả? Anh cho hả? Hả? Anh là gì mà cho anh ca sĩ Nguyên Vũ là vòng đạo lý vậy, anh đạo diễn, hả? Anh đạo diễn, Đức Cống, hả? Thánh thần ơi! À, góc nhỏ thì kêu anh ca sĩ xin lỗi cô Sáu. Còn cha đạo diễn cho anh Nguyên Vũ ủ tờ luôn. Ghê quá. Trời ơi, anh Nguyên Vũ mà nghe chắc ông tối ông bận, ông bằng tả ngủ không? Ông mà nghe ông bằng tả không? Đi kiện đi. Kiện thử coi. Tôi thách đó. Cái gì tôi ủng hộ, không ủng hộ cô Sáu. Nhưng mà câu chuyện kiện ca sĩ Nguyên Vũ tôi ủng hộ đó. Thử coi cô Sáu đi cho nó lẹ. Khỏi tiến hành sao kê. Cho cô Sáu đi trước đi. Chứ cô Sáu ngoài cô Sáu nhâu và con mệt quá. Cô Sáu khóc và cũng mệt nữa. Cô Sáu rần rần và cũng mệt nữa. Lên mộ mà cô Sáu đi ban đêm ban hôm cho người ta mệt mỏi cô Sáu nữa. Tối làm trên qua Di Bình Dương, ông bà cô chú người ta nghỉ ngơi chảnh, mà Sáu cũng lên chảnh Sáu quậy chảnh á. À, người sốc cũng không yên với Sáu, mà người mất cũng không yên với Sáu nữa. Sáu đi mẹ rồi, con nhốt Sáu lỡ mẹ rồi. Cho cuộc đời này nó khỏe, có đâu mà nhoi hoài vậy Sáu? Hả? Có đâu nhoi hoài vậy? À. Rồi, tiếp ra. Tin hot, cô Sáu hốt hết. Nguyên ổ dính vào 331. 33 cộng 1 vậy là nhiêu? 33 cộng 1 là 34. 34 làm số tử. Là đạo diễn đi. Đạo diễn đi. Tin hết. Cô Sáu hốt hết. Nguyên ổ dính vào 331. Nguyên ổ nào kìa? Đấy coi ổ nào ta. À ổ Tam Sơn, ổ Tàng Quân Nha Trang, ổ Quay Xe, ổ Hàm Mã, ổ Lê Tím, ổ Cá Bảy Màu. Đó ổ đó hả? À, ổ đạo diễn Đức Cống nữa. Nguyên ổ đó hả? Cô Sáu hốt hết nguyên ổ luôn hả? Hốt nguyên ổ luôn. Cô Sáu phải hốt nguyên bãi mới đúng. Chứ không có nguyên ổ. Tại sắp tới không làm á, đâu còn cậu trả nợ đâu. Sắp tới là hốt nguyên bãi. Dữ vậy sao? Cô Sáu hốt nguyên ổ luôn. Chết bà giờ có tôi nữa. Thánh thần ơi có tôi nữa chành thằng ơi. Nguyên dính 331 luôn. Cậu đất cậu sợ quá. Nghe giờ tối nay làm sao nửa đêm đi ăn uống gì để chờ sợ quá. Chuẩn bị lấy chồng mà nghe anh đạo diễn tuyên bố là cô Sáu hốt hết nguyên ổ luôn. Trời ơi mai lấy chồng gấp. Mai lấy chồng gấp. À mai lấy chồng gấp chứ không kịp với cô Sáu rồi. Không kịp cô Sáu rồi. Đạo diễn có nói lộn đạo diễn hả? À, có nói lộn không? Cho phun nước miếng vô tay chà vô mặt. Nó lợi đó. Ai hốt nguyên ổ? Ai dính nguyên ổ? Cô Sáu là người vu khống cho Phú Nhuận làm cái tờ giả cho Hồng Loan. Cô Sáu vô cái tội 331, tội vu khống chính quyền đó. Đừng có lợn cợn nha. À, cô Sáu à, giành nhà giành cửa người ta mà bây giờ không đưa ra bằng chứng là giống như cái tội cưỡng đoạt tài sản người ta đó. Đó, chứ đừng có lợn cợn nha cô Sáu. Nha đạo diễn. Ồ, đạo diễn lợn ngồi gần cô Sáu lắm. Trời ơi, hay quá Sáu ơi. Chị hay quá chị Sáu ơi. Chị rất là dũng cảm. Cô Sáu là anh hùng, cô Sáu sẽ lấy lại những gì đã mất. Có cô Sáu có què đâu mà mất gì đâu lấy. Hả? Cô Sáu có mất cái gì đâu lấy. Tối ngày ăn no rồi bám người ta không? Ăn là báo người ta không? Ăn no, ăn không ngồi dồi, ham ăn biến làm còn lấy tiền ta trả nợ cho nợ nó làm gì đâu mà lấy lại những gì đã mất. Được. Lấy lại những gì đã mất là 5 căn nhà, 1.000 lượng vàng với cái nhà từ đường á, lấy giùm đi. Kêu cô Sáu lấy giùm lỡ mấy cái đó giùm tôi đi. À, tuyên bố lấy những gì đã mất thì đó mất nhà từ đường nè. Mất 5 căn nhà với 1.000 lượng vàng, dặn 100 lần ăn cắp cái sắt, dặn 1.000 lần cậu trả nợ lấy giùm đi. Kêu cô Sáu lấy giùm đi, cảm ơn. Cảm ơn li lịa luôn. Cảm ơn. Đó. Cảm ơn li lịa luôn. Đúng không? Trời ơi, nguyên ổ luôn hả? Thánh thần ơi, đó. Đây là những kênh YouTube chính thức được cô Sáu đưa vào ổ. Trời có tôi nữa má ơi. Có tôi nữa. Ủa hả, cá bé màu nó cho ốc số 16 là số cô hồn bắt đảng. Không biết kỳ này cô Sáu cho ốc số mấy hả? Cô Sáu mấy cho con số 19 đi cô Sáu. Bơm bớm nó đỡ hơn. Đỡ hơn số cô hồn bắt đảng cô Sáu. Thiệt. Không mấy cho con số khác đi. Chứ cá bé màu cho con số kỳ quá. Số nhìn vô cái người ta đồn con sao? Thánh thần ơi trời sợ quá Sáu ơi đừng kiện con sao? Cô chưa có lấy chồng Sáu ơi. Kiện con tôi nghiệp con sao? Kiện con. Có kiện con cái số nào đẹp đẹp nha sao? Sao đừng cho con số 16 nha sao? Sao tha cho con được không sao? Sao kiện là con sợ quá. Con sợ Sáu đi. Con sợ Sáu đi xa đó. Thánh thần ơi công nhận đạo diễn đưa ra hai tiêu đề hấp dẫn nha.
tin hot, ve tung đoàn cuối, ca sĩ ADN lâm vào lao lý, tin hot, cô xá hốt, nguyên ổ, dính vào 331. Thánh thần ơi, toàn là tin giật gân không đó. Vậy mà cũng có đứa coi, cũng có đứa coi, mới ghê. Tôi chỉ cần nhìn cái tư đời là tôi phản biện rồi. Khởi vô coi, nói gì, tại vô nói xàm không có mẹ đâu. Vô nói xàm không có nói mẹ đâu mà vô coi. Cứ vô tựa đề cái vậy nè. Kính thưa quý vị, và câu chuyện hôm nay tôi nói là thế này. Và câu chuyện bắt đầu là bây giờ tình hình rất là căng. Và câu chuyện bắt đầu nó đã không còn như vậy, nó căng, rất là căng. Và quý vị bắt đầu vô câu chuyện nha. Vấn đề hôm nay tôi muốn nói đến là câu chuyện bây giờ nó căng lắm. Bây giờ tình hình nó rất là căng đó. Dạ kính thưa quý vị, hết rồi. Lên nội giới thiệu mà kính thưa quý vị không hết mẹ nửa tiếng rồi. Xuống luôn. Đâu có nói gì đâu, vô coi. Đâu có nói mẹ đâu, vô coi. Cho đạo diễn á, cứ vòng vòng nha. Trời đất ơi, cô xá hết, hốt miếng ổ luôn. Thấy mẹ rồi. Thấy bà rồi, tính lấy chồng Tết này mùa xuân này, anh sẽ cưới em mà thôi thôi thua rồi, xong rồi. Xong mẹ rồi còn đâu nữa. Ôi rồi ve, ve tung đoàn cuối luôn hả? Rồi, đoàn cuối là đoàn trốn á, trốn mất tiêu rồi. Còn sáu đội ngược chồng, đội ngược chồng lên qua Duyên Bình Dương á. Chứ chuyến này làm sao sống nổi sao? À, con gái thì trốn. Cô Sáu giờ đi bán cái số không ai mua. Tại cái mặt cô Sáu giờ nguyên cái miền Nam này, thành phố Hồ Chí Minh này ai cũng biết mặt lắm. Không ai mua. À, giờ phải nuôi cháu ngoại nữa. Rồi bây giờ ghiền quýnh bài đó, tiền nào quýnh. À, Long Dịch thì đi giặt quần người ta rồi. À, bởi vậy sắp tới chắc ngược dòng lên qua Duyên Bình Dương quá. À, thì chứng kiến cảnh con mình bị cái vụ án sao kê nữa thì làm sao chịu nổi. À, lúc trước giờ ăn sung sướng, ăn không ngồi giờ sung sướng rồi. Giờ phải đi bán cái số cực khổ nữa làm sao chịu nổi. Không mấy lên qua Duyên Bình Dương nằm cho nó khỏe. Đúng không Sáu? Thánh thần ơi, trời ơi, cô Sáu hốt nguyên ổn rồi, thấy bà rồi. Thấy mẹ rồi còn gì nữa đâu, chạy khổ gì đâu. Thì mới né được ca bay màu, mới nhắc nó. Nó nói là để kiện người khác đi trước, chứ cảnh đi trước. Út làm đợt 2, giống như mua đất dự án vậy. Đợt 1 là giấy tờ, Út là đợt 2, nằm đợt 2, đó. Nhắc nó hoài mà nó nói sắp tới rồi. Rồi sắp tới, rồi sắp tới mà không biết chừng nào tới. Không biết mày báo trước cái ngày nào tới. Đang tao biết tao lấy chồng chứ nhiều khi đang đám cưới thì lỡ mày tới rồi sao? Mới lấy chồng rồi tới sao? Ủa, thà không lấy luôn. Chứ mới lấy rồi nó tới sao? Cá bé màu. Làm ơn báo giùm tôi cái coi. Thánh thần ôi, trời ơi, nể luôn. Góc nhỏ thì kêu anh ca sĩ Nguyên Vũ xin lỗi. Trời ơi, kêu cô Sáu ngồi đi. Kêu cô Sáu kiếm bàn thờ nào. Kiếm bàn thờ nào lên đó ngồi đi. Giờ anh tôi kêu ca sĩ Nguyên Vũ là xin lỗi cho. Giờ để sẵn đốt nhang luôn. Đối với tiền vàng bạc cúng trái mâm, mâm bâm như trái cây với bông cho. Với có hai cặp đàn cày nó đẹp lắm. Kêu cô Sáu lên đó ngồi đi, giờ ta xin lỗi cho. À rồi cái gì? À cô Sáu lội ngược vòng nữa. Đó. Trời cô Sáu giỏi dữ vậy ta. Giỏi dữ hen. Trời ơi, cô dành nhà dành cửa ăn cái gì? Ăn cái gì mà tự tin dữ hay sao? Ăn cái gì vậy? Nói con ăn con tự tin đi, con đi cua chai coi. Đánh thần thiên đụng ơi. Trời đất ơi. À, rồi, em nói tới le le xíu cả nhà. Le le rồi này quá. Này mặt cưng cái sợ. Phải là ngồi ở bên kế trợ lý cái mặt nha. Ồ, mặt cưng đó. Cái mặt ngay dại luôn á. Ở bên trai đẹp là mặt ngay dại hẳn luôn. Đó. Mà bán mỹ phẩm gì mà xài mặt kem mặt bụng không vậy? Chị le le. Bán mỹ phẩm này cho cái mặt bớt bụng chứ sao bụng dữ vậy? Anh nào ơi, kể cho nhà nghe chuyện này nè, chuyện này ngoài luồng nha, ai nghe nha. Ở gần nhà Út nè, cách đây cũng 100 mét à. Có hai chồng đó cả nhà, hai chồng đó giàu lắm, giàu cực kỳ luôn, còn trẻ có 39 tuổi à, giàu lắm, nói chung là giàu lắm. Cái nhưng mà ta tưởng đâu là làm ăn giàu thiệt, ta ngưỡng mộ không? Đùng một cái là điều tra ra là làm ăn chị mất chính đó, làm ăn chị mất chính đó, mới điều tra thôi, người ta chưa có lụm. Người ta cứ lụm, nhưng mà cái chuyện bất chính là cái nhà biết chuyện ma túy là hai vợ chồng này biết, nếu mà bị điều tra ra thì cũng phải dựa cột thôi, cũng phải lên dĩa thôi, đúng không? Nên trước sau cũng phải lên dĩa thôi, mà mới sanh con có 8 tháng à, mà nhỏ có 8 tháng à. Đó, cái hai chồng tối người ta ngủ á, hai chồng uống thuốc đi rồi, đi lượt luôn. Cái giờ trong cái nhà đó mặt tiền luôn, mà mặt tiền đường luôn, đường ngoài luôn, là để hai cái quan tài cặp hai bên, làm hai vợ chồng còn đứa nhỏ xíu nằm để tang. Cái nhà thấy ghê không, thấy đời vô thường không? Cào hốt vô cho cố vô, cào hốt dành dịch cho cố vô. Giờ bây giờ của thiên trả địa đó, của thiên trả địa. Người mình làm chuyện gì á, thế nào ta cũng biết à, đúng không? Mình làm chuyện bất kính là thế nào cũng biết à, chứ mà ông trời đâu có để mấy người làm chuyện bất kính mà nó lọt qua, đúng không cả nhà? Đó, bây giờ cào hốt
cả tuổi thanh xuân cạo hốt vô, tới chừng 39 tuổi có được hưởng không? Không, cũng đi theo ông theo bà mà chưa chắc thì xuống dưới mà không bị trị tội, còn bị trị tội nữa. Tội nhất là đứa con 8 tháng tuổi mới ra đời còn đỏ hỏn đó, mà giờ cha mẹ điên lược luôn đó, nó khổ vậy. Bởi vì đời nó vô thường đến mức đó cái nhà, nó vô thường. Bởi thôi dám làm đi, đừng dành sao. Ôi sao con nói sao hoài, con mệt sao quá trời quá đất luôn. Thôi chào tạm biệt cả nhà, bye bye.